Hồi đầu tuần này, thì Tổng thống Vladimir Putin đã ký xác lệnh thành lập một hệ thống thanh toán bằng thẻ của Nga. Đây là kế hoạch nhằm đối phó với những lệnh trừng phạt liên quan đến vấn đề Ukraine. Kể từ tháng 3, do nhiều ngân hàng Nga đã bị từ chối dịch vụ ở hai hãng thẻ thanh toán lớn nhất thế giới là Visa và Mastercard, do lệnh trừng phạt của các nước phương Tây, điều này đã gây nhiều lo ngại về hệ thống an ninh tài chính. Tới ngày 28 tháng 4, Mỹ gia tăng lệnh trừng phạt đối với 7 cá nhân người Nga và 17 doanh nghiệp khác, bao gồm SMP Bank, Sobin Bank và Invest Capital Bank. Visa và Mastercard cho biết họ rất lo lắng về vấn đề kinh doanh trong tương lai trước sự thay đổi về luật pháp ở Nga. Luật mới yêu cầu các hệ thống thanh toán nước ngoài phải ký quỹ hàng quý tương đương 25% mức giao dịch trung bình ngày cho ngân hàng trung ương Nga kể từ ngày 1 tháng 7. Luật còn yêu cầu các nhà khai thác hệ thống và dịch vụ không được đơn phương chấm dứt hoặc từ bỏ dịch vụ. Theo tính toán của ngân hàng Trung ương Nga, việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho hệ thống thanh toán quốc gia Nga gọi tắt là NSPK có thể mất 6 tháng, nhưng việc phân phối thẻ tới khách hàng có thể sẽ phải mất 2 năm với 100 triệu thẻ ước tính phát hành. Ngoài ra chính phủ Nga còn có ý định mở rộng hệ thống thanh toán ra nước ngoài.